xuất hiện ở đây vậy? Kiếp đúng không? Rồi quay luôn hả? Cái này camera đúng không? Ok quay nha. Ok ok. Hello và chào mừng các bạn đã đến với và mình là Yeah. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến nhà của một Jay nữa. Và Jay này làm YouTuber nhưng mà là YouTuber ít tiếng của trái đất. Và các bạn ở hành tinh khác hãy theo dõi tụi mình trong suốt chương trình của Jay và mình là Jay TV đây. Và cùng vào trong xem coi YouTuber này như thế nào. Ủa sao thì ta thường có gì đâu, thường mình tới sẽ đúc là sao rồi mặc đồ kiểu kỹ chứ. Tiếp chưa gấu? Vô nè Kiệt. Ok ok. Wow, đây là nhà của YouTuber ít tiếng ở Việt Nam đây sao? Và xem đây anh ta có gì nè. YouTuber hôm nay đang chuẩn bị quay phim các bạn. Wow. Cứ này sao ta? Và mình đang có mặt tại trường quay của Gấu To. Và mình là Duy đến từ Duy TV. Và chào tất cả các hành tinh trên toàn vũ trụ. Hồi hôm trước á, mình có coi trên kênh Gấu To thì thấy là nếu mà làm về đồ màu đỏ tại cửa hàng tiện lợi thì Gấu To chọn Cycle Cây. Vậy hôm nay là màu xanh. Màu xanh là GS25. Hôm nay là quay toàn đồ màu xanh của GS25 nữa các bạn. Mình là bật mí trước một cái clip của Gấu To cho các bạn coi luôn đó. Thấy không? Trái đất thật là phiền hà mà. Thì đây là popcorn bắp rang bơ. Tại sao mua bắp rang bơ vậy? Đó là thơm mùi bơ và tỏi nữa các bạn. Một cái bịch mà có bao bì rất là đẹp luôn. Người trái đất thật là thông minh. Sao nó mềm xèo á? Chắc là do là vị phô mai nên hơi mặn mặn, chua chua. Nhưng mà có điều là nó không giòn và ăn cũng khá là khó chịu á. Và mùi vị cũng hơi chán. Bây giờ tới cái nước này. Nước này là nước gì đấy? Người trái đất uống just water. Wow. Chai nước lọc này người trái đất bán với giá 36.000. Wow, không thể tin được luôn á. Hôm trước á thì ở cái clip mà ăn đồ ở xe của cây á thì thằng Gấu To nó có giới thiệu về cái play dài với lại cái play rẻ. Hôm nay thì nó làm GS25 nó quay hai cái play này. Đây là hai cái play chơi rất là sướng luôn. Hai loại này chơi banh sáng luôn các bạn. Mình sẽ ăn thử cái này trước nha. Trong cái play này á các bạn sẽ có những cái ly. Đó, những cái ly cocktail nhỏ như thế này nè. Sẽ đổ ra tay cho các bạn coi. Đó là ở trong những cái ly cocktail này nó có siro ở trong luôn. Mini gummy cocktail ngon á. Với cái gói này á thì giá của nó là 22.000 các bạn. Ok. Mấy cái kẹo dẻo thì mình sẽ làm qua hết một lần kẹo dẻo luôn. Mình sẽ ăn hết lần kẹo dẻo để review coi đồ của người trái đất như thế nào cho các bạn ở ngoài hành tinh nha. Cái lay này thơm lắm rồi các bạn. Các bạn có thể xếp hình bằng nó luôn á. Wow, mình có thể xếp hình bằng nó luôn á các bạn. Wow, chúng ta sẽ có được chừng này kẹo. Đó, chúng ta sẽ có chừng này kẹo với cái bịch này. Và cái bịch này thì nó, các bạn có thể xếp được hình nữa nhưng mà mình thấy nó không có khả thi cho lắm. Các bạn có xếp được con vịt nè, robot nè, hoặc là bông hoa nè. Nó giống như cái kẹo dẻo mà hồi
đợt trước mà review cái xe cụ cây á, thì cái này nó chỉ khác là nó làm thành bánh hình cục cục này mà nó bán 35.000 các bạn. Cái bịch kẹo tròn mà play mà rẻ nhất có chỉ có 14.000 á. Đây là một món rất là ngon, đó là kem. Và cái kem này ăn như thế nào? Nó không có giống như mọi cái kem khác, chúng ta xé ra mà chúng ta sẽ mút. Chúng ta sẽ mút, đó, nó sữa. Nó sẽ có cái giòi như đây nè, đó. Đó, các bạn thấy không? Đó. Và đặc biệt luôn là cái món này á, là cái món mà dành cho mấy bạn mà thích ngọt. Kem này khá là ngọt, nhưng mà cái vị ngọt của nó là ngọt thanh. Nó hơi béo nhẹ và nó có mùi của vani, có mùi của sữa rất là nồng, thơm nữa. Và cực kỳ dễ ăn, chúng ta chỉ cần là bóp lên nó chảy ra giống như là sữa vậy bạn, nhưng mà được kiểu được đông lại thành kem. Ồ, bạn thấy không? Giá cái kem này là 35k các bạn. Đây là một cái bịch mà mình thấy rất là đẹp và dễ thương luôn. Rất là dễ thương. Nó giống như là những cái viên kẹo sữa hình vuông nhé. Tên sản phẩm là bánh phô mai sô-cô-la Fondant, đến từ Thụy Sĩ. Wow, thơm mùi. Thơm mùi phô mai khủng khiếp luôn. Ồ, nè 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 nè, các bạn thấy không? Wow, nó là một cái bánh sô-cô-la sữa được phủ một lớp phô mai hơi ngọt ngọt ở bên ngoài. Ăn vào thì rất là thơm mùi phô mai, và cắn thì nó hơi giòn giòn và nó béo vị sữa và vị sô-cô-la. Cái này như là sô-cô-la trắng các bạn. Ngon quá. Mà nhiều quá, cực kỳ nhiều luôn. Nè. Và đây là một sản phẩm khác của Lotte luôn. Đây cũng là của Lotte nha. Và đây là một sản phẩm khác của Lotte luôn. Và đây là Lotte Vanilla bánh quế. Giá của nó là 30.000 các bạn. Giống như cái hộp đựng trứng gà với mọi người. Siêu ngọt luôn. Và mình nghĩ là cái bánh này các bạn phải ăn trong cái lúc mà cái bánh này nó đông lại, mà đông cứng nhất á, để cho cái vỏ bánh nó cứng mà kiểu đông lại nó sẽ ngon hơn. Còn cái vỏ bánh hiện tại nó hơi mềm, mà cắn vô cái nó dai, nó làm chèn nhẹp kem ra. Nhưng mà bánh này cũng khá ok. Uống thay nãy giờ uống nước lọc rồi, bây giờ sẽ uống thử cà phê hương vanilla. Ngày hôm nay là ngày của vanilla hay sao ta? Cái gì cũng là vani chứ. Đây, cà phê hương vanilla. Nó rất là dậy mùi cà phê. Khá là béo, nhưng mà nó không có quá ngọt. Đại loại vậy, nó hơi loãng loãng một xíu. Nó dành cho mấy chị em mà gọi là hay bị say cà phê, hoặc là dành cho những người nào mà ít uống cà phê mà muốn có, tức là lâu lâu cũng muốn thử lại vị cà phê, nhưng mà kiểu mình uống không nổi một cái đô cà phê lớn thì có thể mua lon này. Orion, cái này thì chắc mọi người đều biết. Các bạn thấy không, đóng gói rất là đẹp luôn. Và đây là hình như là một cái sô-cô-la. Cái sô-cô-la như vậy của Orion nè các bạn. Bên trong có bánh Orion nữa. Rất là béo và đậm mùi sô-cô-la, đúng bản chất của sô-cô-la từ Orion luôn á. Này mà ăn hết này là xỉu luôn á, rất là nhiều đường. Kit Kat màu xanh. Nó cũng thường là mà mấy cái đồ mà có màu xanh nó thường là mang hương vị sữa. Nó là một loại sô-cô-la khá là phổ biến ở các cửa hàng tiện lợi luôn, và nó mang một hương vị rất là ngon, rất là đặc trưng của sô-cô-la ngoại nhập, và nó rẻ nữa. Một cây có 14.000 các bạn. Thấy mùi sô-cô-la của cái cây màu xanh này nè, là nó nồng nhất, nó thơm nhất luôn các bạn. Mấy cây kia thì nó bị quá ngọt. Shopping Star, đây là bạn chim cánh cục gì quên rồi. Bạn nào biết bạn này thì comment bên dưới mình biết nha. Thử cái này coi, này cũng khá là đắt luôn á. Và một hộp như vậy chỉ có 3 cây thôi. Trời ơi. Thì ra trên này phụ kẹo nổ. Nổ lùm bùm trong miệng. Qua là đầu tiên mình ăn một cái cây bánh sô-cô-la mà nó có phụ kẹo nổ.
nhã đang nổ tùm lum tùm la trong miệng mình. Và cái cuối cùng, cái gàn ngỗng này cũng khá là lạ, ba mấy ngàn. Wow. Nó rất là mềm luôn á. Nhưng mà giờ này có một ổ bánh mì. Wow, cái hộp pate ba mấy ngàn đúng là ngon đó bạn. Nhưng mà nó kiểu là pate công nghiệp mà, nên là nó vẫn có mùi của kiểu công nghiệp. Nhưng mà đường cái pate này rất là vừa ăn. Mình ăn không như vậy, không cần bánh mì vẫn thấy nó vừa miệng. Nó không có vị ngọt, nó chỉ có vị mặn thôi. À, có mùi thơm của pate, mùi thơm của một cái lá gì đó ở trong này. Tiêu tốn ngày hôm nay của mớ đồ ăn này chắc vào khoảng đâu đó 385 ngàn. Và đó các bạn thấy đó, ăn rất là vô bổ, ăn rất là ngu si. Dạ ơi, cái gì đâu mà review. Và chương trình của GDVR đã kết thúc. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau của GDVR. Và mình là Jack. Đừng quên like, share và subscribe cho GDVR. Liên Hà GDVR. Và Instagram GDVR. Ok, thôi giờ anh về. Bye bye nha. Trời ơi. Vậy? Thôi đi về. Vậy, đây chơi là anh về nói. Bye bye, bye bye. Ủa, anh nhắn đâu? Bye bye. Mà có ai đâu ta? Hey, cái ông gấu này. Hello Kiệt. Good morning. Ủa? Anh mới ngồi đây ăn mà em quay anh nắng gọi hàng mà anh còn nói kịch bản gì nữa mà. Hồi nãy gõ gàng anh còn kêu đi phòng vấn, anh đội trái chuối lên đầu. Anh đội trái, đúng rồi, anh đội trái chuối lên đầu. Trái chuối kìa. Ủa? Mày ăn hết của tao rồi. Em quan đâu? Cái gì vậy trời? Đang mét anh Huy cho mày đối diện mày luôn. Còn chết mày quay xỉa trong phòng mình đã để làm gì chán mét nữa. Mày biết là bị khùng rồi. Sao vậy em ngốc?